chào mọi người đến với cái Rush Meetup đầu tiên ở thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi công ty XMPT chạy Rush cho cái game server một thời gian thì bọn mình cũng muốn chia sẻ một vài cái câu chuyện trong cái lúc mà mình build cái game server và đưa nó lên chạy production. Một chút về mình thì mình là Andy, hiện tại mình là CTO của XMPT. Trước thì mình là software engineer ở Anduin Transaction. Nói một chút về cái game của mình thì hiện tại nó đang là cái server của turn-based game PvP. Mình sẽ dùng WebSocket để connect giữa server và client. Cái matchmaking hiện tại rất là đơn giản. Mình chỉ connect hai cái client lại với nhau thôi, không có ranking hay là rating. Và cái lúc mà mình làm thì mình sẽ tận dụng cái một feature của Rust để làm cái cleanup automatically. Để lúc mà bọn mình làm cái game server thì bọn mình dùng một số các cái library, là dùng Tokyo và Tokyo Tungsten Light để cho Rust runtime, asynchronous runtime và WebSocket stream. Vì là Rust hiện tại đang cái future của Rust chưa stable lắm, cho nên là mình phải có một cái compatibility layer để vừa có những cái rich support cho future 0.1 cũng như là có thể tận dụng được cái async await cho 0.3. Để communicate giữa các cái future, các cái thread khác nhau thì mình sẽ dùng cái MPSC. Nó cũng giống channel bên Go. Thì đây là overview qua một chút về cái flow. Thì đầu tiên thì client sẽ có một cái connection đến server. Thì server sẽ accept, sẽ tạo ra một cái client này trong một cái future khác. Và sau đấy thì cái message có thể gửi qua lại giữa hai bên. Thì client có thể send cái queue. Thì lúc mà có hai cái client queue với nhau thì cái matchmaker này nó sẽ match hai cái queue đấy với nhau và tạo ra cái game. Sau khi cái game chạy xong rồi thì nó sẽ tự clean up đi. Kể cả client cũng vậy. Nếu mà client lúc nào mà cái WebSocket stream được close đi thì nó cũng sẽ tự động close cái connection này, clean up cái resource của nó. Về server thì mình sẽ cho server chạy ở cái main thread. Đúng, cái game hay là những cái connection của client sẽ được chạy ở cái thread khác. Thật ra thì cái này cũng không hoàn toàn là thread khác mà nó là một cái future khác. Thì cái thread pool của Tokyo nó sẽ tự schedule cái thread pool để cái thread để chạy cái connection với cái game này. Để communicate giữa client và server thì mình dùng cái channel MPSC channel để communicate với nhau. Thì cái code thì nó khá là đơn giản thôi. Cái server thì nó sẽ có một cái hash map giữa client ID và cái những cái thông tin của client. Và cái này thì là cái mà client có thể gửi cái message tới cái server qua cái channel này, qua sender này. Còn về bên client thì cũng có một cái để mà server có thể dựa trên cái hash map này có thể send cái message đến cho từng client một. Về mặt client thì cũng rất là đơn giản. Client thì mình cũng chỉ hold một cái instance của server. Thì trong bên Rust thì mình dùng cái clone mà mình sẽ có một cái attribute này. Thì lúc đấy thì cái object này có thể được clone lên. Thì cái client hashmap này thì nó là một cái atomic reference counting. Thì cái clone này rất là đơn giản, nó rất là rẻ, nó không phải clone toàn bộ cái hashmap này lên mà nó chỉ tăng cái reference counting của cái này thôi. Thì cái action clone này thì nó không tốn resource quá nhiều. Và mỗi client thì nó sẽ hold được cái stream của cái connection hiện tại. Thì qua stream này thì mình sẽ đọc message của client và send cái message của server lên cho từng client một. Cái stream mà mình thấy ở đây á, thì bây giờ mình lúc mà mình handle cho client thì mình sẽ split cái stream ra thành hai nửa, một nửa là sync, một nửa là short. Short thì sync thì là sẽ gửi cái message từ server ra
client thì nó sẽ đi vào cái sync này. Còn cái short tức là cái client input từ người dùng. Thì cái đoạn handle thì nó cũng đơn giản như này, tức là mình sẽ đọc cái message từ đọc cho đến lúc nào hết cái message của short tới, thì nếu mà mình không pass được cái message đấy thì mình gửi lại cho người dùng là error, còn không thì mình sẽ gửi đến cái client để handle cái message đó. Cái đoạn ongoing từ server ra thì cũng đơn giản là mình có cái channel này thì mình cứ map cái channel đến cái sync thôi, thì lúc mà server gửi vào cái này thì nó sẽ tự động được forward vào cái sync để gửi lên cho client. Thì đấy là cái connection hiện tại và một số implementation detail của server client. Thì đến tiếp theo thì mình sẽ nói về cái lúc mà server sẽ accept cái client đó. Thì nói chung là server sẽ buy cái listener vào một cái address có sẵn. Sau đấy thì với mỗi một cái incoming connection thì mình sẽ spawn ra một cái future để mà handle cái connection đó. Thì cái stream này là mình sẽ dùng tungstenite để mà accept cái stream, cái web socket stream mới vào. Và như trước thì mình sẽ clone cái server ra và tạo ra cái client ở đây, sau đó handle nó ở trong một cái future khác để không block cái main thread. Lúc mà sau khi mà mình tạo ra được cái future đấy thì lúc đấy thì client và server có thể communicate qua lại với nhau. Thì cái có nhiều cái message giữa hai cái đấy, nhưng mà cái mà mình muốn focus ở đây thì là cái queue trận mới. Thì client đơn giản là sẽ gửi một cái message là bảo là queue thôi, với cái client ID này và một vài thông tin về có trong cái matchmaking data này. Thì cái matchmaking của mình hiện tại rất là simple, tức là một cái thằng client queue vào mà chưa có cái trong pending thì add vào cái pending này, còn nếu mà có pending rồi thì match hai cái thằng với nhau, cho nên cứ hai thằng liên tục thì sẽ được match với nhau. Thì hiện tại nó đang là cái pending đơn giản nhất, cái matchmaking đơn giản nhất. Thì lúc mà start game thì nó cũng tương tự. Thì lúc mà mình có hai cái queue của hai cái client lại thì mình sẽ tạo ra cái game và mình sẽ run cái game đó. Thì cái game thì mình cái game này thì sẽ có thông tin của server rồi client ID. Thì lúc mà game mà muốn chạy cái gì đấy thì thông qua server này mình sẽ gửi message và nhận cái message đấy của client xuống. Thì sẽ communicate qua lại được giữa game và những cái client này thông qua cái host đến cái server. Thì cái phần mình muốn nói tiếp theo là về cái automatically drop clean up lúc mà xong cái vòng đời của game và client. Thì cái này thì bọn mình tận dụng cái feature của Rust, tức là lúc mà một cái value go out the scope thì nó sẽ được tự động drop đi, sẽ được tự gọi cái function drop ở trong một cái thread implement trong cái value đó. Thì với game thì lúc trước thì lúc mà mình tạo game thì mọi người có thể để ý là mình tạo ra cái life cycle ở đây. Mình tạo life cycle ở đây mà mình không dùng gì cả. Lúc mà cái game này chạy run xong, nó await xong thì nó ra khỏi cái scope này. Xong rồi ra khỏi cái feature này nó xong thì nó ra khỏi cái scope này, thì cái life cycle nó sẽ tự động được gọi cái hàm drop. Đây, drop thì lúc đấy thì mình sẽ clean up những cái trong cái drop về những cái thông tin mà liên quan đến cái game đó. Kể cả input, rồi game ID, rồi game client index trong cái game manager đang hold. Tương tự với client, thì lúc client thì đây là cái đoạn code mà mình show lúc nãy, thì là cái đoạn mà mình sẽ handle cái accept cái client là mình chia cái stream ra thành hai nửa. Thì đây là cái đoạn mà mình handle input và forward cái output ra. Nhưng mà mình cũng trước đấy mình cũng tạo một cái life cycle. Thì lúc đấy mình dùng cái future select này thì nó sẽ resolve lúc mà một trong hai cái future này được resolve. Thì giả sử như ở đây cái vòng while này bây giờ nó resolve ra tại vì là client bị đóng cái connection. Client đóng cái connection thì cái vòng này sẽ bị break ra và cái incoming này nó sẽ resolve ra. Lúc mà resolve ra thì cái future này nó sẽ chạy qua được, nó không còn await ở đây nữa, thì nó tự drop ra. Tự drop ra thì cái life cycle này nó cũng sẽ bị gọi cái drop này. Thì tức là lúc mà client mà disconnect
Đấy, thì nó sẽ tự auto được gọi cái này để mà clean up cái resource liên quan đến client. Cái này là cái phiên bản đầu tiên của cái game server hiện tại bọn mình đang chạy cho một tập khách hàng rất là nhỏ, khoảng 9-10 player sẽ test cái game server và vừa test cả liên quan đến bug, vừa liên quan đến cả cái UI các thứ. Thì next thì có rất nhiều cái việc mà mình cần phải gọi là improve trên cái server này nữa. Nhất là cái feature 0.3 và feature 0.1 hiện tại thì Tokyo cũng như là nhiều cái library nó đang có plan là sẽ support feature 0.3 hết. Thì mình sẽ bỏ qua cái phần compatibility layer. Hiện tại thì cái đấy vẫn đang là work in progress. Thì mình hiện tại vẫn bây giờ vẫn phải dùng cả hai. Thứ hai là về cái matchmaking system thì hiện tại nó là đơn giản, nó chưa có rating, chưa có challenge giữa hai người với nhau. Hiện tại thì trong team thì đang làm thêm cái challenge, nhưng mà sẽ phải làm thêm nhiều cái matchmaking nó phức tạp hơn nữa. Và cái thứ ba là mình sẽ phải có những cái benchmark stress test để sau này mình có thể compare giữa các cái bản version khác nhau để xem những cái improvement giữa những cái lần upgrade. Và thứ nữa là cái Actor framework mà develop bởi Actix thì đang là gain cái attention cũng khá là tốt, và bọn mình thấy muốn explore cái đấy để xem cái performance giữa cái đấy và cái mình đang build thì sẽ có sự khác biệt như nào để mình chọn được cái library tốt hơn. Đây là cái phần cuối của cái presentation của mình, thì cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Nếu mọi người có câu hỏi gì. Cái MPSC đó là của future, nó là future PSC. Đúng rồi, nó ở trong cái đấy luôn. Cái import thì như là ở đâu? Trong đây thì anh chỉ thấy mỗi MPSC thôi. Lúc mà implement nó là future.channel. Đây. Đó. Thì mỗi client sẽ hold được đến cái sender, thì cứ send đến cái đấy thì bên server sẽ nhận được. Bên server cũng tương tự, sẽ send vào cái sender thì cái consumer này đang được ở bên client sẽ tự đọc được. Cái đấy chắc cũng giống bên Go, với channel các thứ bên Go. Thì nói chung là mình cũng cái lượng code của cái này thì không quá nhiều, nhưng nó cũng giải quyết được cái vấn đề hiện tại. Nó cũng khá là low level, cũng giúp mọi người hiểu và trong team để hiểu được cái cách mà một cái game server hoạt động như nào. Nhưng mà sau thì có thể là những cái solution được develop bởi những cái library mạnh như kiểu Actix hay là kiểu Hyper có thể là sẽ là cái lựa chọn lâu dài hơn, vì những cái đấy họ upgrade và họ add thêm những cái feature khá là thường xuyên. Khi mà hai coi là mình connect vào thành một cái match rồi đánh với nhau vậy thì cái state của cái match đấy mình đã đâu game? Thì trong cái game thôi anh. Đây, thì cái game này hiện tại một cái match thì nó chạy trong khoảng 5 đến 7 phút. Thì cái game này mình vẫn hold trong memory. Hiện tại thì vẫn chưa lưu cái immediate state xuống. Tức là mỗi cái game đấy là một cái entry trong cái match, không phải là một cái feature nó lúc đều đúng không? Tức là câu hỏi là sao? Kiểu như có khái niệm session các thứ. Từng cái match đấy là từng session không, hay là kiểu làm cái entry ở trong match, còn cái mà handle mấy cái logic là theo từng event một. Ừ, đúng rồi. Thì cái game này thì một client thì chỉ ở trong một game thôi. Và sẽ gửi event qua event xuống đây thì client sẽ send cái game này thì cầm cái server và những client ID, thì lúc mà client mà gửi input á, thì nó sẽ add được vào một cái map của input trong game manager này. Thì trong cái game này nó sẽ tự động lấy cái input của từng cái client trong game manager ra. Nó sẽ có một cái loop ở trong cái game đang chạy, thì nó sẽ lấy cái input ở trong này ra và nó sẽ process tương ứng rồi gửi message qua server này lại. Không, nó vẫn chạy trong đấy nha, nó chạy ở một future khác. Là một game là một cái future. Đúng rồi, một game là một cái future.
thì đây nó mỗi game thì mình spawn ra, mỗi game là một game lifecycle, mỗi game là riêng, mỗi game là chạy trong một feature tách biệt với các cái game khác nhau, nên là nó cùng hầu cái server thôi. Là cứ mà mỗi game đấy là cứ spawn cái feature vâng. Có limit cái số lượng là... Hiện tại thì cái số lượng cái này là thì đang chơi nhiều cho nên là hiện tại không có vấn đề về cái mặt đó. Bọn em cũng chưa làm step test các thứ cho nó chuẩn chỉ cho nên là, nhưng mà với cái, kể cả với cái số lượng mà player hiện tại mà cả công ty đang xử lý thì cũng đang không có vấn đề về cái đó. Mỗi cái future cho cái nó chạy cái lúc mà cái logic mà lúc nó tạo quá nó bị panic thì nó ảnh hưởng gì tới thì nó chỉ chết cái game đấy thôi. Một thứ panic là nó cast được cho từng future. Không, mấy cái future này nếu mà nó chết thì nó chỉ chết ở trong trong cái đấy, còn những cái khác thì nó vẫn bình thường. Ý em nói là panic chưa chết kiểu panic chưa mà kiểu... em unwrap luôn à, em unwrap nhưng mà nó chỉ chết cái đấy thôi, server vẫn chạy. À, em ăn web mà không nan ăn web các thứ này nó panic luôn đúng không? Thế phải có thằng nào nó cast cái panic đó. Bản chất là Tokyo, lúc mà mình gọi Tokyo run giống như kiểu là nó sẽ tạo một cái sandbox ở trong đấy, bất kỳ panic nào nó cũng sẽ bắt được luôn và không bị leak ra bên ngoài. Không làm chết những cái feature khác. Ok. Cảm ơn mọi người.